hôm nay chị Nhung sẽ hướng dẫn em làm món gì đây? Đó là món sữa chua phô mai. Và cái món này chị Nhung cảm thấy là chị Nhung rất là thích ăn, vì chị Nhung đã có dịp đi Đà Lạt và ở ngoài đó thì đặc biệt là người ta hay làm cái sữa chua phô mai này, nên là chị Nhung về và tìm hiểu và giới thiệu đến các em cái cách làm sao mà để cho nó ngon nhất. Thì hôm nay chị Nhung sẽ giới thiệu các em làm nha. Và thành phần đầu tiên không thể thiếu để làm món sữa chua phô mai đó là phô mai. Các em chuẩn bị cho chị Nhung khoảng 2 viên phô mai thôi. Và tiếp theo đó là sữa đặc. Thì chị Nhung dùng cái sữa đặc ong thọ và một hộp này luôn nha. Tiếp theo là sữa tươi 2 bịch là khoảng 400ml và một hộp sữa chua cái. Ok. Và khi mà làm cái này các em không quên chuẩn bị cho chị Nhung đó là cái khay. Cái khay thì chị Nhung hồi trước chị Nhung đã có mua một lần để làm bánh lăng rồi, còn lại là chị Nhung sử dụng cái này luôn. Và không cần gì nữa, chúng ta hãy bắt tay vào làm liền thôi. Việc đầu tiên thì chị Nhung sẽ khui cái lon sữa bò này ra. Em sử dụng nguyên một cái hộp sữa luôn và cho vào một cái khố lớn. Và chị Nhung sẽ cho 2 viên phô mai vào luôn. Nếu như bạn nào thích ăn phô mai nhiều thì các em thì có thể cho 4 viên cũng được, nhưng mà chị Nhung nghĩ 2 viên là được rồi. Sữa đặc rồi. Và các em ơi, chị Nhung đã chuẩn bị sẵn một phần nước sôi. Các em hãy cho vào cái lon sữa bò này một lon nước sôi là được. Các em ơi, nóng quá nên là chị Nhung phải sử dụng một cái khăn. Các em hãy cho thẳng vào bên trong luôn. Và sau đó chúng ta sẽ quậy đều lên. Quậy đến khi nào mà cô Mai và sữa tan lên đó. Wow, Nhung để không thích mai quá. Khi mà mình trộn đều lên hết rồi thì chị Nhung sẽ cho sữa tươi vào luôn. Rồi chúng ta sẽ quậy đều lên. Các em ơi, khi mà làm cái này chị Nhung cảm thấy cũng rất là đơn giản thôi. Nếu như mà bạn nào không thích sữa chua phô mai thì các em cũng theo cái công thức này, thì mình sẽ không cho phô mai vào thì mình sẽ làm được sữa chua bình thường. Và nếu như bạn nào thích làm sữa chua nha đam thì các em sẽ làm y chang như thế này, công thức như thế này luôn, và không cho phô mai, và mình sẽ thay vào đó là những cái nha đam mà mình cắt nhỏ nhỏ ra thì mình sẽ cho vào, thì nó sẽ là những sữa chua nha đam. Rất là đơn giản luôn, tùy theo mình thôi nha. Còn chị Nhung thì chị Nhung thích sữa chua phô mai nên chị Nhung sẽ làm cái sữa chua phô mai. Thơm quá, chị Nhung nghe mùi phô mai rập luôn rồi đó. Và bước cuối cùng, chị Nhung sẽ cho một hộp sữa chua cái vào. Và cái sữa chua này các em nhớ là mua sữa chua bình thường nha, không có sữa chua, ví dụ như sữa chua dâu nè, không được mua sữa chua dâu nè, hoặc là nha đam hay là cái gì hết, chỉ là sữa chua bình thường thôi. Thì chị Nhung đã chọn hãng sữa chua của Vinamilk để làm cái sữa chua cái. Cũng có thể các em chọn của TH True Milk cũng ngon. Tùy các em có thể lựa chọn cái sữa chua nào mà mình thích nha. Các em cứ quậy đều lên hết. Rồi sau đó chị Nhung sẽ lược ra để mà lấy một cái hỗn hợp nước không có lợn cỏ. Và hỗn hợp đã xong rồi, bây giờ chị Nhung sẽ lấy một cái rây và lược cái hỗn hợp này ra. Và các em ơi, chị Nhung sẽ cho vào bên trong này để mà khi mà mình chế vào thì nó sẽ dễ hơn. Thì chị Nhung sẽ lược cái này ra nha. Thì chị Nhung sẽ đổ vào luôn. Ta-da! Cuối cùng thì chị Nhung đã cũng có được một cái hỗn hợp sữa chua phô mai thật là ngon rồi.
bây giờ không cần tìm gì nữa, chúng ta sẽ đổ vào khuôn thôi. À, và bây giờ thì Trung sẽ bày khuôn ra nha. Đổ cái hỗn hợp này vào. Wow, hấp dẫn quá. Và chị cảm thấy là chị muốn ăn nữa luôn á, tại vì rất là ngon và cảm thấy là
vọng là cái món này bé Đức Tiên cũng sẽ rất là thích và Suri nữa. Ok, vậy là cái video hướng dẫn làm và sữa chua phô mai của chị Dung đến đây đã kết thúc rồi. Chị Dung hy vọng là các em sẽ thích. Nếu thích thì đừng quên cho chị Dung một cái đăng thực bự để mọi người Dung ra thêm nhiều video clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chị Dung love you. Và sau khi tạm biệt các em, chị Dung không quên mời một người mà chị Dung nghĩ em cũng đang rất là mong đợi để gặp đây. Đó là ai? Hãy theo cho chị Dung nha. Thơ đang làm clip nè, thử này đi. Ồ trời, đã đi biết gì không, cái này để em bán nha anh Khoan. Cái này nhìn giống bánh bánh đi quá. Không phải, không phải. Ăn đi, ăn thử đi, ăn thử đi. Ok, chị Nhung là làm những món ngon lắm các bạn, nên mỗi lần mà đem lên rất là hồi hộp. Wow, cái này giống sữa chua ấy. Sữa chua gì? Sữa chua dẻo hả? Hay dẻo đúng rồi. Đó là sữa chua phô mai nha. Ra chị thử ăn thử và cảm nhận thử cho các bạn nghe thử ra như thế nào. Dạ dạ. Đã quá, chua chua béo béo rất là đã các bạn ơi. Mà các bạn xem nè, nhìn nó kẹo kẹo như thế này nè các bạn, như là sữa chua dẻo vậy đó. Tuyệt vời. Cho em nguyên hộp này luôn nha. Rồi ăn đi. Có sức rồi xử lý đúng không? Ok các bạn thấy ngon thì các bạn nhớ làm theo công thức chị Nhung cho các bạn.